Các anh thì sau bao nhiêu ngày mong ngóng thì hôm nay em đã về được một ít bật lửa sinh tồn cho các anh nhé. Thì con này bên em đã cháy hàng một thời gian rồi, vì hôm nay về được tầm 25 chiếc thôi. Thì quay lên cho các anh xem. Thì với chất liệu là đồng nguyên khối, mạ vàng sáng bóng 24K thì luôn được các anh yêu thích. Đặc biệt con này thì mang đi sinh tồn hay là anh em mình thích đi phượt thì cầm con này đi thì khá là ok, đúng bài luôn ạ. Con này thì được chất liệu là đồng nguyên khối, mạ vàng 24K sáng bóng nhá. Ở dưới này này, nó có một lỗ là thay đá, còn một lỗ là châm xăng nhá, cực kỳ tiện lợi luôn. Con này thì bên em có kèm theo cả một cái dây để đeo trên người rất là tiện lợi. Mình mang đi phượt hay là mình có mà dính trời mưa hay là rơi vào nước thì cũng không lo nhá, bởi vì con này là chống nước chống bụi ạ. Đây, cái phần chốt của nó này, cái phần chốt của nó thì mình có thể không dùng nữa, mình có thể đóng lên thì không mở được. Còn mình kéo xuống. Đây, mở lên ạ. Với 8 lỗ chắn gió bên trong cực kỳ đẹp luôn. 8 lỗ chắn gió em bên lửa nhá. Đấy, lửa cực kỳ đẹp. Lên phát lửa. Đấy, đánh phát nào lên phát đấy. Con này thì bên em đang có giá niêm yết là 300.000, tặng anh em một combo đã bốc đi kèm và miễn phí ship. Anh em quan tâm thì có thể để lại số điện thoại, nhân viên bên em sẽ gọi điện và tư vấn chốt đơn nhé. Cảm ơn các anh ạ.